Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh rất hanh khô. Vào sáng sớm nay, hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều ở vùng núi, nhiều nơi băng giá. Đến trưa chiều trời có nắng ít mây, nên nhiệt độ tăng lên ở mức nhiệt cao nhất từ 21 đến 24 độ. Cùng với độ ẩm giảm thấp, về đêm phát xạ nhiệt mạnh mẽ, nhiệt độ lại giảm sâu trở lại. Ở các tỉnh vùng núi và trung du thấp nhất dưới 10 độ, vùng núi cao xuống thấp dưới 5 độ. Còn tại khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng khoảng từ 11 đến 13 độ. Dự báo đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến ngày 8 tháng 12. Sang đến ngày 12 tháng 12 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tiếp tục tràn xuống nước ta. Không khí lạnh cũng tiếp tục tăng cường tác động mạnh xuống miền Trung cùng với sự gia tăng của gió mùa Đông Bắc. Nên trong ngày hôm nay, khu vực các tỉnh thành từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi có mưa trở lại. Đến trưa chiều thì trời có nắng gián đoạn, nên nền nhiệt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình với mức nhiệt từ 24 đến 26 độ. Còn khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Ở các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ. Lưu xuống thời tiết phía Nam, do tác động của không khí lạnh và trường gió đông bắc đẩy nước triều lắng sâu vào đất liền, làm cho đỉnh triều tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn ở mức cao trên báo động 3. Lúc này nền nhiệt đêm và sáng ở khu vực Nam Bộ liên tục duy trì ở mức thấp ở miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Còn ở các tỉnh miền Tây, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 22 độ, trời se lạnh. Ở khu vực Tây Nguyên cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt cũng ở mức thấp dưới 16 độ. Đến trưa chiều thì cả hai khu vực đều có nắng, thời tiết ấm áp, mát mẻ, với nhiệt độ cao nhất như ở Nam Bộ từ 29 đến 32 độ, còn khu vực Tây Nguyên với mức nhiệt từ 25 đến 28 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay, ở Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh thấp nên ngày và đêm nay, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, như theo mô hình dự báo sớm, thì đến khoảng đầu tuần sau, trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những ngày tiếp theo đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào Biển Đông và có thể đổ bộ vào đất liền. Mọi diễn biến tiếp theo, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.